Shop bán vàng ngọc tự động vangngoc97.com hiện tại vẫn đang giá ngọc Tết. Anh em nhanh chân nhanh tay lên ngay shop vangngoc97.com để mua ngay vàng và mua ngay ngọc, vì cho mình nào hiện tại vẫn đang giá ngọc Tết nhé tất cả mọi người. Vâng, mua ngay nào, 7 server luôn. Cực kỳ đơn giản, thao tác an toàn, uy tin, chất lượng. Vâng, xin cảm ơn anh em lên ngay shop vangngoc97.com để ủng hộ cho tem của mình nhá. Lên ngay shop vangngoc97.com đi anh em ơi. Vâng, hello, xin chào mọi người, mình là NXT và mình đã quay trở lại rồi đây. Thì video hôm nay nó chính là đệ tử mình đã một triệu năm sức mạnh và đang mang trên mình là một set 6 sao. Một set 6 sao có vẻ là hơi bị bá nha. Trời ơi, thì lười quá nên không có update được. Thì hôm nay mình sẽ cầm set 6 sao để đi mà đi test bản đồ kho báu, thử xem là mình đi ba cái bản đồ kho báu thì nó sẽ lên được bao nhiêu, từ 1 triệu năm sức mạnh lên bao nhiêu nha. Và mong mọi người xem video nhớ like đăng ký kênh giúp mình nha. Trời ơi, ước gì ai lên sách vàng ngọc 97.com mua 100k thôi. Thôi thì giờ bắt đầu đi ra thôi. Giờ mình sẽ qua, mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, suôn sẻ hết rồi mọi người à. Trời ơi, thằng Dương thì nó cứ nói cái gì nít chết xác từ năng sức mạnh sao cụ bóp thôi mà, hơn được bao nhiêu. Giờ mình sẽ test cho mọi người xem nha. Đây, con đệ mình là đệ Nam hết, và mình đang mặc trên mình một cái trang thỏ, và con đệ mình chưa có cái trang đây, và mình đã mặc cờ đen lên. Đệ tử thì mình bay bằng phát là 388k máu và hưởng tiềm năng là 400 tiềm năng, nói chung là rất là nhiều. Đây, 381 tiềm năng, chính xác là vậy. Wow, rất là phê mọi người ơi, đúng là set tiềm năng sức mạnh 6 sao. Thì nếu mà tính ra thì set này nó phải hơn set bình thường là 60%. Ví dụ set bình thường em mặc set 3 sao thì chỉ có 60% thôi, còn này là mình mặc 120% tiềm năng sức mạnh, hưởng quá phê mọi người ơi, quá phê luôn, phải gọi là quá phê. Đây, đây mình sẽ thử tháo hai món ra thử xem là bao nhiêu nha. Mình sẽ test thử một cái đã. Nếu mà mình mặc bình thường á, set độ, ví dụ mình đang mặc là set độ 3 sao nha, thì nó sẽ được là 281 tiềm năng. Wow, rất là ít luôn. Mà khi mặc hai món vô nữa thì trời ơi, 300, gần 400 tiềm năng. Phải gọi là nó gấp muốn gấp đôi luôn, rất là phê. Nó tăng rất là nhiều luôn, rất là phê thiệt. Đậu xanh không phải tin được, quá phê mọi người ơi. Thì con đệ mình thì 1 triệu năm thôi, và không biết thì trong ba cái bản đồ kho báu này mình sẽ đi được bao nhiêu đây. Đây, và mình đang cho một cái nick chói thôi. Và nick thì nick mình của mình đang mặc Tết Sang Sinh Hăng, quá là phê. Đây, Tết Sang Sinh Hăng thì chói 18 giây thôi, không có gì hết, không có gì phải ngại hết. Đây, 9D đang bèm, đệ tử 9D đang bèm. Đây, cái tên con đệ tử này là mình không thích rồi. Cái lần trước mở là My Single rồi đó, lần trước nữa thì là cao ken mà thôi. Chắc là nếu mà mày mà gai My Single nữa là tao đổi đi tử mày luôn. Đây, và mình còn thấy thiếu đây, mình đang mặc trên mình một cái giáp tập cấp 1. Chắc có vẻ mình một tí mình sẽ mua luôn cái giáp tập cấp 3 ở đây luôn nha. Và mọi người xem video nhớ like đăng ký kênh nha, like đăng ký kênh cho mình video giúp mình nha. Đây, đậu xanh. What, vừa nói sao chết ngắt luôn rồi. Đây, thì đây là nick DZMT, đến còn đem vô để mà kéo thôi. Đây, sẽ giao dịch một ít vàng ra, chuẩn bị đi mua cái giáp tập cấp 3 chơi cho hoài. Chứ yếu làm gì đâu. Đây, cái giáp tập cấp 3 này mình đang có hiện tại là 499 triệu rồi, còn tí xíu vàng nữa thôi là mình sẽ vô nâng cấp nick NXT lên một tầm cao mới nha mọi người. Đây, quá về, không phải nói, không phần cãi gì nữa, đi mua thôi. Giờ mình sẽ đi mua giáp tập cấp 3 đã. Hiện tại giáp cũ của mình, giáp thường của mình cũng được 3 sao rồi. Mình sẽ mua lên và mình không biết là đây, mình sẽ bán thỏi vàng đã. Còn giữ năm thỏi này, mình đang mặc con đệ mình một set tiềm năng sức mạnh 6 sao hơi bị bá nha. Đây, nếu mà bá vậy phải mua luôn giáp tập cấp 3 được, tại vì mình đang hứng, đang hứng thôi. Và không biết thì trong ba cái bản đồ kho báu này thì mình sẽ mua được bao nhiêu, sẽ lên được bao nhiêu sức mạnh. Mình nghĩ là tầm 5-6 triệu sức mạnh con đệ mình. Đi bài bắt đầu khu báo luôn. Và quyết đầu tư video này, mong người xem video nhớ like đăng ký kênh và ủng hộ team mình bằng cách lên shop vàng ngọc đi mua nha. Đây, mình đang mặc cái giáp tập cấp 3 rồi, quá là phê. Giáp tập cấp 3 không phút. Cái giáp tập này có giá là 1 tỷ vàng hoặc là 3k ngọc. Mà theo mình nghĩ thì mình nên mua giá với giá là 1 tỷ vàng, nó sẽ tốt hơn, rẻ hơn. Đây, nít mình cũng phải gọi khá ổn rồi. Giờ sẽ cho con đệ mình đứng đó và nhìn đi, nhìn anh đập, nhìn sư phụ đập set đập dùng 130 triệu mà đập lên cái giá tập cấp 3 lên 4 sao nha. Liệu các bạn có tin không? Chứ mình nép tin rồi. Đây, lên. What the fuck? Lên luôn, lên.
Trời ơi, chuyện nhỏ. Nói chung đập bật cái này là chuyện nhỏ thôi, mình thấy dễ dàng thôi. Lên nữa nè, lên à. Ôi, rồi, bản nhân được đại. What the fuck, con đệ nó bèm rồi mọi người ơi. Rất là dễ, mình thấy cảm thấy dễ dàng thôi mà. Trời ơi. Cái gì chứ? Hả? Gì? Mày nói gì? 130 triệu không lên à? Trời ơi, nhìn tao này, chuyện nhỏ. Trời ơi, nó cứ nói là mình đặt không lên 3 sao nữa, nó chia 4 sao. Trời ơi, chuyện nhỏ thôi, đó lên 2 sao nè. Mới có 20 triệu mà lên 3 sao, 2 sao rồi nè. Chuyện nhỏ, đập lên 4 sao luôn. Đây, hiện tại là dắt tập mình 2 sao rồi. Quá dễ dàng. Đấy, lên luôn. Rồi, chúc con may mắn lên sao luôn. Lên luôn. Lên. Trời ơi, con... Ơi, lên luôn cơ, what the fuck. Mình còn 59 triệu nữa. Lên luôn rồi, lên luôn 3 sao luôn nhờ. Ngứa 120 triệu lên luôn 3 sao nhờ. Quá dễ dàng. Đúng là game là dễ thôi. Mọi chuyện dễ dàng thế. Đây, mình sẽ đập một hit nữa, coi lên 4 sao không. Có thể là mình may mắn mình lên luôn 4 sao sao. Lên thương luôn sao. Đây. Lên. Trời ơi, không lên rồi. Chuyện nhỏ, còn thiếu vàng thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi up tiếp thôi mọi người ơi. Thì không biết sao ba bắt đầu khóa thì mình up được nhiều. Bây giờ vô bắt đầu khóa tiếp thôi. Đây. Và mình chính thức nói một sự ngu người của mình là con đệ mình nó 1 triệu 5 sức mạnh nhưng mình không mặc thỏ cho nó. Tại vì mình cứ nghĩ con thỏ nó được 15 triệu sức mạnh mới mặc được. Đúng là ngu người không thể tin được. Mà mai con Dương à, mày tốt lắm. Thì Dương nó ngồi cái bên nó nhắc mình, sao mày ngu thế? Sao mày không mặc thỏ vô? Mình cứ tưởng là 15 triệu. Mình hôm qua mình làm video để mà không mặc thỏ vô đúng là ngáo thiệt. Thỏ là 1 triệu 5 sức mạnh là mặc được nha mọi người. Hiện tại thì thỏ mình mặc thỏ vô để mình nó bay một phát là 900 máu và hưởng được 600, 700 tiềm năng. Phải gọi là rất là nhiều tiềm năng luôn. Cái bản đồ là cái bản đồ cuối cùng rồi mọi người ơi. Và không biết sau cái bản đồ này thì mình sẽ được đi bao nhiêu đây. Đúng là xét tiềm năng sức mạnh sao. Đi hai bản đồ thôi, 3 triệu 9 sức mạnh rồi. Quá dữ mọi người ơi. Cái này mình thấy úp tí xíu lên 449 triệu bây giờ. Mình thấy chuyện quá dễ dàng. Đây, nhìn kỹ lấy con thỏ là nó 1 triệu 5 sức mạnh mặc được nha. Mà lúc mà nó 1 triệu 5 mình không cho nó mặc cái trang, mình cứ nghĩ là con thỏ này 15 triệu mới mặc được. Mình cứ ngáo ngơ sao rồi. Về nhà, mình về, nói chung là về Tết hút cọng hút cỏ nhiều quá nên ngáo luôn mọi người ơi. Chuyện nhỏ thôi, giờ mình quay lại làm video. Mọi người nhớ like đến cái kênh giúp mình nha. Giáp tập cấp 3, 3 sao đệ tử 4 triệu sức mạnh rồi mọi người ơi. Không biết là sao cái bản đồ này thì sẽ được bao nhiêu đây. Trời ơi, đối với mọi mình thì không biết là lên được 6 triệu không nữa, nhưng mà sẽ cố gắng. Và mọi người xem video mình thì mình tại vì mình còn làm nhiều về cái nick này nữa, nick nào tính 9D này là nick tâm huyết của mình. Và mong mọi người theo dõi video tiếp theo của mình, nhớ like đến cái kênh nha. Trời ơi, 4 triệu sức mạnh rồi, 8 click 4. Nhìn lấy con thỏ vẫn thấy cay đắng mọi người ơi. Lúc 1 triệu 5 không mặc cho nó quá buồn, cảm thấy buồn thiệt. Đây, hiện tại còn 1 phút nữa thôi. 1 phút nữa thì chúng mình sẽ ra đảo rồi. Hiện tại thì con đệ mình là 36 triệu 3 sức mạnh rồi. Wow, từ 1 triệu 5 tăng lên 6 triệu 4 sức mạnh nha. Đi ba cái bản đồ mình thấy khá là ok rồi. Ba cái bản đồ là 1 tiếng 90 phút. Up 90 phút mà tăng vậy là thấy rất là kinh. Hiện tại là không có X2 nha. Không có X2 đấy. Mọi người nên nhớ là không có X2 đấy. Sau 20 giây nữa thì cái hàng sẽ thả sập. Wow, mới nhìn lại sẽ tìm sức mạnh má nó phê. Phê vãi đái. Đây. Nếu mà tháo hai món ra thì có 700 à. 700 tiền năng sức mạnh mà nếu mặc vô là 900. Rất là nhiều luôn mọi người. Vãi thật, đúng là sẽ tiền năng sức mạnh sao phải gọi là bá đạo của mẹ nó. Bá đạo trong từng hạt gạo luôn mọi người ơi. Và sau khi mình đi bản đồ khó báo từ ba cái bản đồ, chính thức là ba cái bản đồ, thì mình đi từ 1 triệu 5 lên được 6 triệu 4 sức mạnh. Đây là set tiềm năng sức mạnh sao. Nếu mà mình nghĩ là nếu mà mặc đồ mặc set 3 sao thì lên tầm 4 triệu là căng à. Đó, còn bây giờ mặc set tiềm năng sức mạnh sao mình lên được 6 triệu 4 thì rất là nhiều. Và ngày hôm sau thì mọi người mình sẽ up lên nữa, chắc là lên 10 triệu hoặc 20 triệu gì rồi. Và mong xem video nhớ like đến kênh cho mình và bye. Tạm biệt mọi người, và cần mua vàng ngọc thì lên số bạc gọi tại 7.com hoặc là vàng ngọc 97.com để ủng hộ team mình nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nhớ like, đăng ký kênh cộng những và xem video mới nhất của mình nha. Bye mọi người. Tôi giờ nước mắt em đâu có rơi, giờ này em đang cười bên ai kia, làm sao tôi có thể giữ em.